Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với kênh của mình. Thì lời đầu tiên mình xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì như video trước thì mình cũng đăng tải về cuộc sống và sinh hoạt của mình tại Angola. Và sau khi mình đăng tải cái video đó thì cũng rất nhiều comment phía dưới là không tốt về mình, và nhất là rất nhiều comment về bạn Nheo Sơn. Thì hôm nay mình làm video này để mình cho bạn Nheo Sơn nghỉ và sẽ khuyên bạn ấy về làm lại với người đã giúp đỡ bạn ấy. Hôm đầu tiên bạn ấy đến xin làm, mình không có ở nhà và cũng được bạn quản lý cho vào làm. Và sau khi mình đi làm về thì cũng được bạn quản lý truyền đạt lại là do cửa hàng thiếu nhân viên, được 2 người thì hôm nay mới nhận thêm một nhân viên mới. Thì hôm sau thì mình có đăng một video là mình review lại quán xá và cuộc sống của mình tại Angola. Thì cũng có hỏi bạn ấy và cũng được bạn ấy kể về hoàn cảnh và cũng được trả lương 15.000. Và sau khi mình đăng video thì có rất nhiều người comment phía dưới. Sau khi đó thì mình mới biết rằng là bạn ấy đã làm với một kênh YouTube khác, được một người giúp đỡ bạn ấy có một kênh YouTube. Thì mình có vào xem kênh YouTube của người đã giúp đỡ bạn ấy thì mình nhận thấy là bạn ấy đúng là được trả lương 15.000, theo mặt bằng chung thì hơi thấp, nhưng mà bạn tất cả các sản phẩm bạn ấy được làm ra thì bạn ấy được nhận tất cả. Thì hôm nay mình làm video này là để khuyên bạn ấy quay trở về lại làm với người đã giúp đỡ bạn ấy, và cũng không để các bạn hiểu lầm thêm về mình. Bây giờ mình sẽ trả tiền cho bạn ấy và khuyên bạn ấy quay trở về làm với cái người đã giúp đỡ bạn ấy. Thì mình cũng không muốn tai tiếng, và cũng những video sau này mình đăng thì có các bạn có một cái ác cảm về mình, nên đầu tiên là mình sẽ trả lương cho bạn ấy nha. Nelson, è che la dia voce trabalho aqui segunda-feira, né? Também gerente já fala contigo, eu também depois eu também já vou falar contigo. Trabalho mês são 30.000. Agora você trabalha na segunda-feira. Até agora, sábado, já tem 7 dias. Assim, cada dia 1.000 kwanza. Aí são um total 7.000, já? Ah, 7.000, já? Agora, eu para ti mais 4.000, já? Para eu dar filho, já? Mas não levar compra água de safe, já? Porque eu vejo muito pessoa comendo lá embaixo, você bebe muito, já? Já, são 10.000, já? Mình vừa trả tiền cho bạn ấy và giải thích cho bạn ấy là tiền lương được bao nhiêu. Thì hôm bạn ấy vào làm thì bạn gerente cũng bạn quản lý cũng đã nói với bạn ấy là được trả lương một tháng 30.000. Thì sau đó mình cũng đã nói với bạn ấy là được 30.000 một tháng. Thì hôm bạn ấy vào làm thì là thứ hai, thì hôm nay là thứ bảy, thì là được 6 ngày. Thì mình trả cho bạn ấy 6.000, tương đương với tiền lương một tháng là mới làm có 6 ngày thì mình trả cho bạn ấy 6.000. Thì mình còn cho bạn ấy thêm 4.000 nữa là để về bạn ấy cho con và mua thêm một cái gì đó cho con, cho cái của bạn ấy. Thì mình cũng có nói với bạn ấy là mình cũng đọc được rất nhiều comment của các bạn khán giả phía dưới là bạn ấy rất hay là uống rượu, cho nên là mình cũng khuyên bạn ấy là không được uống rượu. Cái tiền mình cho bạn ấy là về để cho con mua một thứ gì đó cho con, cho cái. Bây giờ mình sẽ khuyên bạn Nheo Sơn quay về làm với cái người đã giúp đỡ bạn ấy. Nheo Sơn, agora sim, anti, eu não sei você já tem alguém ajudar anti. Depois eu não sei você entra trabalho, eu vejo você, você falar tipo casa assim assim, eu ajuda aceita você entrar trabalho. Agora eu não sei você já antes já tem pessoa ajudante. Agora eu quero assim você voltar, continua trabalho com ele, porque lá pagar salário são 15.000, né? Mas que tudo coisa você planta. Você fazer e você vai receber tudo, você pode vender tudo, dinheiro do coisa você fazer e vender, você receber tudo, já? Agora mais importante, eu quero você vai lá trabalho e não ficar mais bebê, já? Não beber mais água de safe, já? Porque agora teu casa são pobre, aí não tem nada, tem filho, tem irmã, irmã e agora tá doente, filho, ele tem filho muito também. Xin ok đồ vô xê, nó bê bê mái. Các bạn ạ, thì mình cũng đã vừa khuyên bạn Nheo Sơn rồi. Bạn Nheo Sơn
thì đã quay về với cái người đã giúp đỡ bạn ấy. Thì mình kêu bạn ấy là Mai, thì lên là nói chuyện với cái người đã giúp đỡ bạn ấy, xin cái người đó thì cho bạn ấy quay lại làm. Và thì mình bây giờ thì mình làm video này thì cũng là video cuối cùng có mặt bạn Neo Sơn. Thì mình không muốn liên quan và mình cũng không muốn liên quan gì đến bạn ấy nữa. Và những video tiếp theo thì cũng sẽ không có mặt thêm bạn Neo Sơn ở trong cái video của mình nữa. Và mình cũng không muốn các bạn hiểu lầm, cho nên là mình làm video này thì trước hết là muốn giải thích cho các bạn hiểu thêm là mình không liên quan gì đến trong cái vấn đề này, và mình cũng không hề biết là bạn ấy đã có người giúp đỡ. Thì cuối cùng thì mình xin kết thúc video, và mình mong các bạn là đăng ký và ủng hộ mình để mình có thể làm thêm những video về cuộc sống và hành trình mình sinh sống tại Angola. Thì cuối video thì mình chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Bây giờ mình xin các bạn đăng ký và xem video của mình nha. Xin chào tất cả mọi người.